Mến chào cô chú anh chị và các em đã đến với kênh YouTube của Mây Xanh. Chúc cho mọi người xem video thật vui và thật nhiều năng lượng để cùng nhau làm việc nha. Hôm nay là tụi mình thấy là lô nó có bán, nó có sale ha. Nó đang sale nè. Đó. Nó đang sale bây giờ là cái của mình á. Là mình mua loại loại này là garden soy á, là nó đang sale 2.29 nè. Anh nhớ cái này là giá exactly giống như năm trước của mình có luôn á, ha. Ha, trong khi cái thằng này thì là giá 4 đồng mấy ha, nó sale còn 2 đồng mấy. Còn nó hả, em đi qua thằng này á, to gấp đôi thì nó lại là 8 đồng. Không, chỉ cô chú là giờ vô của đúng rồi, thì vô cái trang lô thôi. Trang lô xong rồi mình kiếm garden soy là nó hiện lên thôi. Rồi kiếm cái nào mà nó đang sale là 2 đồng ấy đó. Thì giá của nó đây nè, nó đang sale nửa giá. Giá của nó là 4 đồng 58 ha. Thì nó sale còn 2 đồng 29. Cái này là anh nghĩ bằng giá của năm vừa rồi luôn á. Nhưng mà cho nên nó là mình lấy mấy hai anh em mình lấy mấy chục bọc thôi. Rồi chờ thằng Home Depot anh nghĩ là tuần tới hoặc là tuần sau nữa là nó sẽ sale. Tại mà thường là nó sale 10 đồng 5 bao, có nghĩa là 2 đồng bao. Thì để coi năm nay nó có repeat giống như năm vừa rồi không. Còn không á, thì thằng này nó còn cho tới ngày 17 lận. Đúng không? Cho nên mình còn 2 tuần nữa, nếu mà trong 2 tuần tới mà Home Depot nó không có sale thì mình trở lại mình lấy thêm. Tại vì năm nay anh cần hơi nhiều. Anh cần gấp để mình xài sớm. Anh cần đổ một số ấy. Giống như tụi mình á, hôm nay anh em mình mua trước thì mình mua thì cho nó 3 tiếng là nó sẽ để curbside cho mình á. Đó, thì giống như hôm nay anh vô là hai anh em mình mua 50 bọc là anh đã mua rồi. Sau là vô là chỉ có cô chú chỉ có vô trong này. App nó vô. Nó vô trong này xong rồi là cái gì là mình ấy thôi. Mình view code rồi mình trả. Đơn giản vậy thôi. Thì trả ở đây á, là mình có thể mình lấy mình hẹn giờ được á. Đó, khi mà một khi mà em submit rồi, tại vì anh order rồi, cái này là quay cho cô chú biết thôi. Ở trên phone làm nó cũng cái thao tác nó cũng giống như vậy thôi. Thì xong rồi là mình mua rồi á, là nó sẽ gửi cho mình, nó thắt lại cho mình một cái confirmation á. Giống như lúc nãy là tại vì anh order hồi lúc 12 giờ rồi đó. Là nó đã send cái confirmation là nó đã có sẵn sàng cho mình rồi. Thì trên đường mình tới gần tới nơi á, là mình confirm với nó xong á, là nó sẽ đem ra cho mình, anh em mình chỉ tới lốt thôi. Thì nó làm sẵn á. Với cái thứ hai nữa là khi mà nó làm như vậy á thì mình trả tiền rồi, mình reserve rồi thì nó là của mình, coi như là nó có sẵn. Còn nhiều khi mà chạy ra ngoài đó rồi mà nó hết hàng thì lại không có hàng để mua, phải không? Thì đó, cái thao tác nó là như vậy. Thì cô chú có thể mua ở trên trên online luôn á, để mà khỏi có phải mất công đi vô cái chỗ của nó lấy ra lấy vô. Rồi bây giờ chuẩn bị confirm nó là đi ra ngoài để lấy. Đây. Đó, bây giờ thì mình tới nơi rồi ha. Dạ. Mình check in là nó sẽ đưa ra cho mình thôi. Dạ. Rồi giờ đi vô ha. Giờ đưa kiếm dao kéo ở ngay đây. Cái dao mà để cắt để ghép cây đó, cây nào đó. Thì nói chung là con dao nào bén cũng được. Anh thì anh thích cái loại dạng giống như vậy. Mà sao giờ mắc vậy trời? 98 cm. Mắc quá. Em mua có anh thích cái loại của anh á, cái loại kia kìa. Cái loại lại thằng Liwo đó. Mấy thằng này thì nó hơi ngắn phải không? Nói chung mấy thằng này làm cũng được. Nhưng mà anh thích là cái thằng cái dạng như vậy á. Cái lưỡi nó dài, kéo ra nó kéo vô dễ hơn. Mà cái thằng này thấy cái build của nó dở quá. Cái cách cấu tạo của nó, nhưng mà cũng 14 đồng rồi.
thằng kia thì nó là anh biết tại sao rồi. Tại mình đang ở lô cái kia là cái Dior là hiệu của Home Depot. Mấy thằng này hả? Mấy thằng này thì đối với anh nó cồng kềnh quá. Thằng này anh thích nè, tại vì nó cứng cáp á. Nhưng mà nó cồng kềnh quá. Nói chung là cần có con dao nào bén thôi. Như cái kiểu mà cái mà nếu mà ghép mà cái to giống như bữa thì cái thằng lưỡi nhỏ này thì lại tốt này. Này 6 đồng, 7 đồng. Cái lưỡi nhỏ đó thì em nhớ không, hồi mình gạch cái kia rồi mình khửi nó ra dễ hơn. Vô xe ngồi cho nó ấm, ngoài lạnh, ngoài lạnh quá. Mua đỡ 50 bao, vài bữa mà Home Depot sale thì đi mua tiếp. Hai người thiên. Chị có hả? Chị có dân làm vườn mà hả? Đi. Hai người thiên 50 bao lẻ trời. Đi, xíu đi. Xong rồi. À, đi hốt phân là vui thôi. Hôm nay là mình có một cái thông báo nhỏ tìm người. Tại vì mấy tuần trước rồi mà anh kiếm hoài, anh đoán hoài không có ra được tên cô. Cho nên thôi hôm nay hả là Thomas sắp có ý tớ, nó có ý hay mà anh cũng ủng hộ. Là hôm mà mình phát sao đó, có một cô kiếm hoài không có ra tên. Cô rất là dễ thương luôn mà hả, đúng là một cái gương mà rất là đẹp. Khi nhìn lại anh rất là phục luôn, là cô hả, nhìn cô cũng mảnh mai mà cô xách một cái tray trái giò quá chứ bự, đúng không? Dạ. Đến đưa cho cái nhóm giúp vui ha. Dạ. Cô giao quà lại ha. Dạ. Rồi cứ đi xuống chờ, xuống tầng dưới mà chờ. Dạ. Đi lên lại mà ha, mình nhìn lại mình anh cảm thấy đấy này đó, đi làm những cái việc mà mình làm á, có này không, anh chỉ cần thấy một cái hành động như vậy thôi vui dã man luôn, đúng không? Yeah. Tại vì hả, cũng có được những cái tấm gương như vậy á, mình cảm thấy cái tinh thần đấy, phải không? Đó thì á, không biết là cô với chú có giỏi ghép hay là không. Yeah. Nhưng mà Thomas nó kêu á là bất cứ muốn con mà muốn make offer mà anh hoàn toàn đồng ý luôn, và hả, nếu mà có là anh sẽ kiếm giống chung với Thomas luôn. Dạ. Là khi mà kiếm ra được cô á, cô với chú mà muốn bất cứ giống gì mà cần ghép giúp á, thì một trong hai tụi anh hoặc là cả hai luôn sẽ đến giúp cô chú nếu như mà mắng cầu với lại bưởi quýt gì luôn ha bác ha. Cái luôn. Cái giống nào mà có thể ghép được á, mà cô chú có cây á, thì tụi này có giống á, thì tụi mình sẽ ráng để qua giúp. Dạ. Cô đó mặc áo đen, em thấy tóc ngắn, mảnh mai, nhìn rất là nhân từ, nhìn mặt rất là dễ mến. Dạ. Nếu như cô có thấy cái video này, xin cô hãy comment xuống dưới cho tụi cháu được biết nha. Cảm ơn cô nhiều. Liên lạc với em qua cái trang cái link Facebook mà em hay phát ở trên á. Liên lạc qua bên đó xong rồi nhắn tin cho em á. Rồi tụi mình sẽ liên lạc lại với cô rồi những cái thứ mà những cái giống gì mà có thể
giúp cô chú lấy được giống á, thì tụi anh sẽ nhất định là sẽ kiếm cho ra để mà share với con. Cái cử chỉ đẹp của cô hẳn là làm cho tụi anh mến đấy không? Cái hành động rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Hy vọng cô coi được cái video này và liên lạc với tụi cháu nha. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô chú và anh chị em đã xem hết video này. Nếu thấy thích xin hãy bấm like, hoặc có câu hỏi gì xin hãy comment bên dưới. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới. Xin mến chúc cho tất cả mọi người được bình an trong cuộc sống. Bye bye.